Xin chào mọi người. Hôm nay chính thần ở rễ không có nha. Tu chân có clip à? Cao thủ tu chân Diệp Thiên, chương 3987 đến chương 3989. Bá đồ thập tam kiếm. Người cũng là thánh nhân hay sao? Hắc ma yêu thánh nhìn chằm chằm Diệp Thiên, từ sâu trong đáy mắt có một tia kinh hãi nồng đậm đang từ từ dâng lên. Mới vừa rồi hắn rõ ràng phát giác được tu vi của Diệp Thiên chẳng qua chỉ là tứ phẩm nguyên anh, cho dù là trên thân còn có một số ba động kỳ dị, nhưng khoảng cách so sánh với tu sĩ thánh nhân không thể nghi ngờ là kém xa vạn dặm. Hắn vẫn tin một chưởng của mình hạ xuống có thể đủ để đem Diệp Thiên tùy tiện xóa bỏ, nhưng ngay tại một nháy mắt hắn phát động công kích, tu vi của Diệp Thiên thực giống như cưỡi tên lửa tăng vọt, lắc mình biến hóa từ một vị tứ phẩm nguyên anh trực tiếp tiến vào thánh nhân. Khi tức so với hắn đúng là chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu. Phải biết tu sĩ thánh nhân người nào lại không phải là có được sự lắng đọng trong vô tận năm tháng, mà Diệp Thiên còn trẻ tuổi như vậy lại bước thẳng vào thánh nhân. Loại tương phản to lớn này làm cho hắn vừa mới phá phong cấm mà ra có loại cảm giác cực kỳ khó thể tin. Từ lúc nào tu sĩ thánh nhân trong vũ trụ này trở nên vô giá trị như vậy rồi chứ? Mới vừa rồi chính là ngươi muốn lấy huyết nhục của ta đúng không? Diệp Thiên chân đạp hư không, trong mắt lóe lên thần mang, càn khôn địa thần ấn cũng trôi nổi tại đỉnh đầu của anh, cứ như vậy mà quét ánh mắt lạnh lùng về phía hắc ma yêu thánh. Vừa rồi tại nháy mắt đối mặt với hắc ma yêu thánh, anh đã không chút cho dự bóp nát tinh túy nguyên thần mà Doãn Tu Tiệt đã tặng cho mình. Lúc trước, tại Tư Ngân Chi Nhãn, Diệp Thiên vì giúp Từ Nhược Vũ thoát khốn đã từng vận dụng một lần. Anh lúc đó chỉ là nhất phẩm nguyên anh. Tại thời điểm kích phát tinh túy nguyên thần, tu vi có thể đạt tới nhất phẩm hóa thần kéo dài trong một canh giờ. Mà bây giờ, tu vi của anh đã đạt tới tứ phẩm nguyên anh. Lần này nữa, kích phát tinh túy nguyên thần so với thu hoạch lực lượng trước đó phải càng mạnh hơn, đạt tới tam phẩm thánh nhân. Trên lý thuyết, tinh túy nguyên thần của Doãn Tu Tiệt nếu là hoàn toàn kích phát lực lượng đủ có thể khiến cho người sử dụng dùng đến lực lượng có thể so với tuyệt phẩm thánh nhân. Nhưng bản thể lực lượng của Diệp Thiên quá yếu nên không cách nào hoàn toàn thôi động được lực lượng của tinh túy nguyên thần. Anh hiện tại chỉ thể làm đến một bước này nhưng cũng đã là đầy đủ. Đối mặt với ánh mắt quét tới của Diệp Thiên, vẻ mặt hắc ma yêu thánh hiển nhiên là cứng đờ, mà Huyền Minh bên cạnh hắn nội tâm cũng chấn động mãnh liệt, một vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn vạn vạn lần không ngờ tới, tại các tinh vực thứ 10 nằm ở ngoại vi trung tâm thế giới Ngân Hà này, trong đội ngũ truy tầm bảo vật nho nhỏ tại Vân Vũ Sơn, thế mà lại tồn tại có tu sĩ thánh nhân, hơn nữa lại còn trẻ tuổi như vậy. Hắc ma yêu thánh mặc dù ở vào thời kỳ toàn thịnh, trọn vẹn có được thực lực ngũ phẩm thánh nhân, hoàn toàn không cần phải sợ Diệp Thiên, nhưng bây giờ hắc ma yêu thánh lại là trải qua phong ấn trấn áp trong suốt 10 vạn năm, vừa mới giải khai phong cấm vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong, chưa thể phát huy ra được 80% lực lượng. Cho nên tu vi hiện tại của hắc ma yêu thánh yếu nhược hơn Diệp Thiên một bậc, nếu là thực sự đánh nhau chết sống thì kết cục khó mà đoán được. Mục đích chuyến đi này của hắn là giúp hắc ma yêu thánh phá giải phong cấm để hắn trở về yêu hoàng điện, thật sự không nên trước lúc này lại gây thêm phiền phức. Cho nên Huyền Minh lúc này bước ra một bước đối với Diệp Thiên, cúi người hành lễ. Vì thánh giả đại nhân này, ngài hiểu lầm rồi à? Huyền Minh một cái mặt thành khẩn, nhìn không ra mảy may vẻ giả dối. Chúng ta là người có yêu hoàng điện, chuyện lúc trước tất cả đều là hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối là đã vô ý mạo phạm tới ngài, cũng mong ngài thông cảm. Chúng ta sẽ lập tức rời đi, sẽ không quấy rầy tới chuyện của ngài. Hắn vừa nói vừa quay sang hắc ma yêu thánh, bí mật nháy mắt với hắn một cái. Hắc ma yêu thánh hai mắt yếu ớt, nội tâm lại hết sức không cam lòng. Nghĩ đến hắn ở thời kỳ toàn thịnh, tam phẩm thánh nhân ở trước mặt hắn chẳng qua chỉ là gà đất chó sành, nhưng bây giờ hắn lại là phải nén giận tại trước mặt tam phẩm thánh nhân. Điều này khiến cho trong lòng hắn càng thêm phẫn hận. Huyền Minh biết được tâm tình của hắc ma yêu thánh, âm thầm dùng thần niệm truyền âm với hắn nói ra: hắc ma đại nhân, lần này không thích hợp
cùng vì thánh nhân không rõ ràng thân phận này tạo ra tranh chấp. Chuyện quan trọng nhất là trở về Yêu Hoàng Điện, Yêu Hoàng Đại Nhân bọn họ còn đang chờ ngài. Hắc Ma Yêu Thánh nghe vậy, lệ mang trong mắt thối lui vài phần. Hắn thật sâu nhìn Diệp Thiên một chút, sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Mà Diệp Thiên giờ phút này lại là nhíu mày, ánh mắt càng thêm thay đổi. Yêu Hoàng Điện sao? Cái tông môn này anh không phải là lần đầu tiên nghe nói qua. Anh chỉ là không ngờ tới mình mới vừa tới trung tâm thế giới Ngân Hà không được bao lâu, vậy mà liền người của Yêu Hoàng Điện đã tới. Nghĩ đến điện chủ đương nhiệm của Yêu Hoàng Điện, ánh mắt của anh càng thêm lạnh lẽo. Anh biết giữa mình cùng người này tất yếu phải có một trận chiến. Chỉ là một trận chiến này chẳng biết lúc nào sẽ xảy ra. Nhưng là vào lúc này, Hắc Ma Yêu Thánh vừa xoay người sang chỗ khác là bỗng nhiên đưa tay đẩy ngang, lấy thế xét đánh ngang tai, đột nhiên đánh trả quét tới. Một chưởng này che khuất bầu trời, tựa như ma thần giáng lâm. Chưởng lực khủng bố vô song, đem toàn bộ không gian những nơi nó đi qua dễ như trở bàn tay xoắn nát. Sau đó chưởng lực phun ra, vỗ thẳng về phía lồng ngực Diệp Thiên. Hắc Ma Yêu Thánh trước đó chẳng qua chỉ là làm ra vẻ e ngại một chút mà thôi. Là tính cách của hắn như thế nào lại tùy tiện cúi đầu với người khác được chứ? Hắn vừa mới rồi quay người chẳng qua chỉ là muốn phát ra một kích ngoài dự liệu, muốn một chiêu đánh trọng thương Diệp Thiên, chiếm được tiên cơ. Tại một nháy mắt hắn xuất thủ công kích, Diệp Thiên đã có cảm ứng, từ sâu bên trong cổ họng phát ra một tiếng hừ lạnh. Người của Yêu Hoàng Điện quả nhiên đều là đồ vô sĩ, chuyên dùng tới thủ đoạn ti tiện. Sau đó anh hướng về phía sau dẫm luôn một bước, cánh tay lắc nhẹ, ánh sáng xanh thuần khiết quét ngang ra, trực tiếp cùng chưởng lực Hắc Ma Yêu Thánh đập thẳng vào nhau. Âm hai cổ lực lượng lại lần nữa đối kích, dư chấn của năng lượng kinh khủng này trực tiếp cuốn phăng mặt đất phương viên mấy vạn dặm, đại địa xuất hiện vô số vết nứt, hiện ra khe rãnh sâu không thấy đáy. Toàn bộ đại lục nơi Vân Vũ Sơn tọa lạc đều dưới một kích này bị chia thành mấy phần. Trên bầu trời, Hắc Ma Yêu Thánh không ngừng bật lui về phía sau. Hắn mới một bước rơi xuống, khí lãng cùng không gian đều bị hắn dẫm thành mảnh vụn, hiện ra hắc ám hư vô. Mà trái lại Diệp Thiên, thân hình lại chỉ là thoát một cái, cũng không lui lại một bước nào. Lực lượng tam phẩm thánh nhân cộng thêm sức chiến đấu vô thượng của hỗn độn chân lực, dưới trạng thái cảnh giới ngang nhau, Diệp Thiên tuyệt nhiên không có đối thủ. Càng không nói đến Hắc Ma Yêu Thánh hiện tại chỉ có thể phát huy ra thực lực nhị phẩm thánh nhân. Khốn kiếp! Hắc Ma Yêu Thánh bị Diệp Thiên một kích đánh lui, trong mắt bắn ra biểu lộ vô cùng căm hận. Nếu không phải ta bị phong ấn 10 vạn năm ở chỗ này, lực lượng còn chưa từng khôi phục lại đỉnh phong, làm sao lại sợ ngươi một tam phẩm thánh nhân nhỏ nhỏ này chứ? Hắn càng là nghĩ càng giận, lửa giận trong mắt lại càng tuôn trào, ngay cả thần niệm truyền âm của Huyền Minh hắn đều không quan tâm, lập tức cuồng nộ rống lên một tiếng, bộc phát ra ma khí đầy trời. Đại Thiên Ma Thủ, hắn một chưởng đẩy ngang, trên bầu trời lập tức hiện ra một bàn tay ma khí khổng lồ vài vạn mét, hàn ý nồng nặc đem một vùng không gian đông cứng lại. Sinh linh ở những nơi đó đi qua chỉ là nhiễm phải một tia ma khí nhỏ, lập tức bị thôn phệ thành bạch cốt khô héo. Cùng là ma khí, nhưng ma khí của Hắc Ma Yêu Thánh so với ma khí lúc trước của Thiên Luân mạnh hơn đâu chỉ là gấp trăm ngàn lần đâu chứ. Diệp Thiên hai mắt ngưng tụ, nhìn xem bàn tay ma khí khổng lồ đang đè xuống kia. Anh cũng không có lục tác dư thừa, bàn tay chỉ nhẹ nhẹ đưa lên, hai ngón tay hợp lại thành kiếm. Tại đầu ngón tay của anh không nhìn thấy mảy may kiếm quang cùng dấu vết kiếm khí nào, tự danh chỉ là làm dáng một chút, không có chút uy thế nào. Nhưng tại nháy mắt anh vừa đưa tay ra, Hắc Ma Yêu Thánh lại phát giác được không gian phía trước Diệp Thiên có chút méo mó, dường như đem Diệp Thiên ngăn cách tại bên trong một bình diện khác mà hắn không cách nào đụng tới được. Đây là... Hắn ngơ ngác thất sắc, trong mắt đã có bất an hiện lên. Mà Diệp Thiên lại tại lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Ta đã rất lâu rồi không dùng qua một chiêu này, từ khi ta đặt chân đến tu tiên giới, đây là lần đầu tiên ta vận dụng. Hôm nay liền lấy ngươi tới chứng kiến một chút uy năng của một chiêu này. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay anh nâng lên, hai ngón tay chỉ thẳng lên trời, một mà sau đó biến chuyển tựa như chiến đao chẻ dọc quét xuống. Thức thứ nhất của bá đồ
thập tam kiếm, vô nguyệt